em bé nghỉ ngơi nhé. Dạ, anh đi làm á. Anh lại đi làm tiếp với không xong. Thank you.
Thank you.
Xong rồi. Đâu vậy? Anh tưởng em nghỉ ở nhà. Em có vừa không? Nhớ không? Bận quá. Đấy đó, chỉ về để chân tay. Em có dùng cái anh không biết nào nữa. Nên là lẹt mà còn lẹt rồi nghe. Lẹt không đâu. Này nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Em đi chăn gà nhé. Mấy là đi tới bố.